안녕하세요. 저는 민아입니다. 저는 베트남 사람입니다. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người cách để mà muối sợi củ cải. Bây giờ hãy cùng mình vào bếp để mà làm món này nha. Đây là củ cải Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái củ cải này ra để làm ha. Mình chỉ làm nửa cái này thôi. Đây, kiểu sợi đũa như thế này thôi nha. Em đợi mẹ một xíu. Ở đây mình có đường syrup. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng. Ở đây mình có muối hạt, mình sẽ cho vào nửa muỗng muối hạt. Sẽ trộn lên và đợi trong vòng 2 tiếng. Đây, củ cải sau 2 tiếng đồng hồ. Này, đến khi nào mà nó đạt độ cong như thế này á, thì đã sẵn sàng để mà muối ha. Này, nó cong như thế này. Mình sẽ đổ cái củ cải này ra. Nhớ là không rửa lại quay nước nha. Hay là cái phần nước sốt để mà làm cái củ cải muối. Ở cái này nó có mùi nước mắm và mùi nước mơ rất là thơm. Bây giờ mình sẽ muối cái...